và các bạn trở lại với chương trình 5 phút bảo vệ sức khỏe cùng Nu Skin. Ở 3 kỳ đầu tiên của series, chúng ta đã nói về công nghệ ageLOC, sự biểu hiện gen và sức khỏe. Ở kỳ 4, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trong những sản phẩm tuyệt vời nhất trong cuộc chiến chống lão hóa cùng với công nghệ ageLOC, đó chính là sản phẩm ageLOC Wildspan. Ra đời vào năm 2015, ageLOC Wildspan là sản phẩm chống lão hóa tân tiến nhất của Nu Skin tính tới thời điểm hiện tại. Vì sao chúng ta nên bổ sung ageLOC Wildspan? Lão hóa có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời mỗi chúng ta, gây ra sự suy giảm về sức khỏe bên trong lẫn vẻ đẹp bên ngoài. Tuy nhiên, cơ thể con người thì rất kỳ diệu, luôn có khả năng thích nghi, phát triển và tự phục hồi. ageLOC Wildspan giúp duy trì tuổi thanh xuân, đó là lúc mà chúng ta tràn đầy sức sống, năng động, nhiệt huyết và khỏe mạnh. Và có 3 yếu tố để giúp cho ageLOC Wildspan trở nên độc đáo. Đầu tiên, đó là những hiểu biết độc quyền về sự biểu hiện gen đem đến sự lão hóa khỏe mạnh. Và thứ hai, đó là hỗn hợp thành phần độc đáo duy nhất. Và cuối cùng, đó là giúp đem đến lợi ích chống lão hóa toàn diện qua sự phục hồi đa cơ chế chống lão hóa của cơ thể của chúng ta. Và chúng ta sẽ lần lượt phân tích 3 yếu tố này. Yếu tố thứ nhất, sự biểu hiện gen tích cực đem đến một trạng thái lão hóa khỏe mạnh. Cơ thể chúng ta bị tác động không ngừng bởi các yếu tố gây lão hóa ngoại bào lẫn nội bào. Từ đó tác động tiêu cực lên sự biểu hiện gen và làm suy giảm đa cơ chế bảo vệ chống lão hóa bẩm sinh của cơ thể. ageLOC Wildspan sẽ giúp thay đổi sự biểu hiện gen, tác động tích cực, giúp phục hồi đa cơ chế chống lão hóa, từ đó đem lại lợi ích duy trì tuổi xuân toàn diện. Và những nghiên cứu về sự biểu hiện gen cho thấy rằng khi bổ sung ageLOC Wildspan, cơ thể sẽ hướng về một trạng thái lão hóa khỏe mạnh, ngược lại so với sự lão hóa thông thường. Qua yếu tố thứ hai, ageLOC Wildspan có hỗn hợp thành phần độc quyền vô cùng độc đáo. Đây là những thành phần tinh hoa từ các nền văn hóa trên toàn thế giới với lịch sử tiêm dùng trong y khoa và bảo vệ sức khỏe đã trải qua hàng nghìn năm. Tuy nhiên, hầu như là những hợp chất này đều ở trạng thái là bổ sung đơn lẻ và nguyên sơ. Những thành phần dinh dưỡng trên toàn cầu sẽ được sàng lọc, tuyển chọn, trở thành những thành phần độc quyền ageLOC tác dụng tích cực nhất lên sự biểu hiện gen của chúng ta. Qua các nghiên cứu biểu hiện gen độc quyền của Nu Skin và các nghiên cứu khoa học về chống lão hóa hiệu quả nhất, các thành phần trong ageLOC Wildspan được lựa chọn dựa trên các lợi ích sức khỏe thiết yếu và khả năng ảnh hưởng sự biểu hiện gen tích cực lên liên quan tới đa cơ chế chống lão hóa ADMs. Đặc biệt là những thành phần này thì rất khó để chúng ta có thể đạt được thông qua chế độ dinh dưỡng thông thường. Ví dụ như hợp chất D-limonene là hợp chất rất thiết yếu cho sức khỏe của chúng ta, được chứa nhiều trong vỏ cam, vỏ quýt, nhưng do thói quen về dinh dưỡng, chúng ta thường hay bỏ qua và không thể tiêu thụ đủ hợp chất này. Và cuối cùng, đa cơ chế ADMs sẽ được ageLOC Wildspan giúp phục hồi. Có 6 cơ chế chính sẽ được tác động, bao gồm bảo vệ sửa chữa DNA, cân bằng đáp ứng viêm, điều hòa trao đổi chất, tái tạo mô, tế bào, bảo vệ chống oxy hóa và phản ứng căng thẳng của tế bào. Cả 6 cơ chế này hiện hữu trong tất cả các cơ quan của cơ thể chúng ta, từ đó phát huy tác dụng toàn diện trên toàn bộ cơ thể. Ví dụ, ageLOC Wildspan sẽ tác dụng lên sức khỏe của não bộ. Thành phần ageLOC trong Wildspan sẽ tác động lên cả 6 cơ chế bên trong não bộ, giúp bảo vệ cấu trúc và chức năng của các tế bào, từ đó đem lại lợi ích sức khỏe toàn diện cho não bộ, bao gồm cả sức khỏe nhận thức và bảo vệ hệ thần kinh, giúp tăng cường trí nhớ, tâm trạng trẻ trung và cảm xúc tích cực hơn. Đa cơ chế chống lão hóa ADMs là cơ chế bẩm sinh của cơ thể để duy trì sự khỏe mạnh. Để vận hành đa cơ chế này một cách tối ưu, chúng ta cần phải có một sự biểu hiện gen khỏe mạnh. Từ đó chúng ta có thể gặt hái được toàn diện các lợi ích chống lão hóa để hỗ trợ các cấu trúc và chức năng của cơ thể. Có 10 lợi ích sức khỏe toàn diện được hỗ trợ nhờ ageLOC Wildspan, bao gồm sức khỏe não bộ, sức khỏe làn da, sức khỏe tuần hoàn, sức khỏe trao đổi chất, sức khỏe hệ xương, sức khỏe vận động, sức khỏe mắt, sức khỏe tim mạch, sức khỏe hệ miễn dịch và cuối cùng là sức khỏe hệ khớp. Bằng việc bổ sung ageLOC Wildspan, chúng ta sẽ đảm bảo được hàm lượng đồng nhất 2 lần mỗi ngày,
sản phẩm Wiseband dành cho những người trưởng thành trên 18 tuổi, quan tâm đến vấn đề duy trì tuổi thanh xuân và sống khỏe mạnh hơn, tươi trẻ hơn. Mỗi ngày 2 viên cùng với bữa ăn sáng, 2 viên cùng với bữa ăn tối để bảo vệ phát huy tối đa hiệu quả của AgeLOC Wiseband. Hỗn hợp thành phần độc quyền trong AgeLOC Wiseband đem đến lợi ích chống lão hóa toàn diện cho bất kỳ ai và được khuyến khích cho tất cả mọi người dù đang theo bất kỳ một chế độ dinh dưỡng hay bổ sung các thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại trong kỳ 5 giới thiệu sản phẩm AgeLOC R Bình Phương.